Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Sáp Nhật Bản, sản phẩm gia dụng hàng đầu Việt Nam. Khi mà hai gia đình thấy bọn em có một cái quyết định là sẽ làm chung và sống thử thì cũng hỏi bọn em là đã suy nghĩ kỹ chưa? Thâm tâm của hai đứa thằng già biết rằng là đây chính là cái người mà mình có thể gìn giữ được. Chính vì vậy mà bọn em đã đặt cho nhau một cái niềm tin tưởng tuyệt đối. Và hãy giữ tràng pháo tay này liên tục để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, nam thanh nữ tú hả? Rồi, chào hai em. Chào anh chị. Mời hai em giới thiệu chị mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào tất cả những quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ chồng son. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Kiên Hoàng. Hiện tại thì vợ chồng em đang sinh sống tại Hà Nội và công việc chính của bọn em là kinh doanh và làm content creator. Còn đây là bà xã của em là Lan Hoàng. Em có thể nói chút xíu về content creator là gì ạ? Có nghĩa là bọn em là những người làm sáng tạo nội dung ạ. Bọn em có thể làm sáng tạo nội dung ở trên mạng. Ngoài ra thì bọn em có sáng tạo nội dung thêm nữa về các sự kiện. Hoặc là hiện tại công việc chính của bọn em đang hoạt động chính ở trên Facebook với cả YouTube. Và em? Vâng, em xin chào tất cả các vị khán giả và xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Năm nay thì bọn em bằng tuổi nhau là 29 tuổi. Và bọn em, như chồng em có nói thì là bọn em đến từ Hà Nội. Bọn em cưới nhau đến năm nay là năm thứ tư rồi và đã có một em bé. Và em bé của nhà em năm nay là vừa tròn được 3 tuổi. Thực sự là ngày hôm nay thì khi mà đến đây thì bọn em đúng là rất là hồi hộp. Vì từ lúc mà bọn em cưới nhau đến bây giờ thì đây mới là lần mặc lại áo cưới lần đầu tiên. Vâng, nên là rất là hồi hộp ạ. Em bé của em là cái gì Hoàng? Hoàng Phương Hải Chi ạ. Chi. Vâng, chỉ là Chi Hoàng. Vâng. Em bé, hình như anh được biết là em bé là còn có một cái nickname ở trên mạng đó là gì, bé gì? Bé Cam Cam ạ. Bé Cam Cam. Bé đó là đăng là gọi là hot ở trên mạng đó nha. Vâng, cũng rất là may mắn với là được sự ủng hộ của mọi người, nên là em bé nhà em cũng nhận được sự yêu quý ở trên mạng ạ. Vâng. Bé xinh lắm luôn ha. Và bây giờ bé có khoảng hơn 400.000 người follow. Xinh lắm. Đây là một gia đình nhỏ hot trên mạng xã hội nha. Tụi em từ mới bay Hà Nội vô đây. Vâng ạ. Vâng ạ. Được mấy không? Hôm ạ. Vâng. Trời ơi, quý hóa quá. Gia đình vợ chồng son mình phải cảm ơn các bạn trước đã. Gia đình vợ chồng son xin cảm ơn gia đình bạn Tam Hoàng. Đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ em có thể chia sẻ cho chương trình biết rằng là các em quen nhau như thế nào? Hồi đấy là bọn em đang làm về cửa hàng thời trang. Chồng em thì cũng có một cửa hàng thời trang và em cũng vậy. Xong đấy thì chính xác ra thì là được bé nhân viên của cả em và của chồng em giới thiệu. Nên là bọn em quen nhau qua như thế ạ. Kiểu lúc mới quen nhau thì thực sự là bọn em cũng không có ấn tượng gì nhiều với nhau lắm. Hồi em gặp Loan lần đầu tiên là hồi đó tóc ngắn này, cũng ngắn ngắn tầm như vậy. Nhưng mà lại rất là vàng. Sau đó thì mắt lại kiểu đeo len màu xanh. Xong rồi môi rất là đỏ. Và thật sự thì kiểu như là em thì em không thích những người con gái mà trông kiểu cute đáng yêu kẹo ngọt như vậy đâu. Vâng, em lại thích kiểu hơi chững chạc một chút. Còn ngược lại thì Loan lại kiểu hồi đó thì em rất là gầy. Và để kiểu tóc cũng kiểu tóc Hàn Quốc kiểu dài ấy ạ. Thì thật ra cũng không phải là gu của vợ em. Cho nên là lần đầu tiên gặp nhau và đi ăn xong thì về thì hai người cũng bẵng đi, cũng không có liên lạc gì. Bao lâu thì mới gặp nhau lại? Khoảng 2 tháng ạ. 2 tháng sau, lý do cơ duyên nào lại gặp lại? Em nhớ là tức là sau cái buổi hôm đấy về thì vẫn có nhắn tin qua lại gọi là kiểu xã giao thôi. Thế xong rồi dần dần là vì có bạn chung nữa, cũng có bạn chung nữa, nên là thỉnh thoảng bạn bè cũng rủ đi chơi cùng. Thế là lại kiểu phải cơ duyên lại phải gặp lại lần nữa. Khi mà gặp lại lần nữa thì bắt đầu kiểu lúc đấy thì bọn em đều là đang độc thân. Là bọn em cũng bảo là thôi cứ thử cho nhau cơ hội xem như thế nào. Và cũng bắt đầu tìm hiểu và thử làm quen với nhau lại một lần nữa. May là có lần gặp lại nhau lần nữa nên là bọn em mới quyết định là tiến tới cái việc là yêu nhau xong rồi cưới nhau. Vậy thì hai em có gặp lại để cùng mà mở chung một cái sống? Cái đó chính là cái yếu tố mà cấu thành nên bọn em bây giờ. Có nghĩa vào thì khi mà bọn em yêu nhau được khoảng 4 tháng thì bọn em thấy rằng là mỗi người đi theo hai con đường như vậy riêng ấy thì thật ra nó sẽ không có sự gắn kết lâu dài. Chính vì vậy mà em thấy rằng là em sẽ bỏ cửa hàng của em đi. Và cái cửa hàng cũ của Loan vẫn giữ, nhưng mà bọn em sẽ dồn vào bọn em mở một cái cửa hàng khác to hơn gấp đôi.
cái cửa hàng mà Loan đang có. Hồi đó bọn em thật sự là kinh tế cũng chưa vững vàng như bây giờ đâu. Bọn em nhiều việc là vẫn phải tự tay làm, từ cái việc là đi mua bao xi măng như thế nào, từ cái việc mà đi chở một cái giá sắt như thế nào là hoàn toàn là mình phải tự chở cho nó tiết kiệm. Bên cạnh đó thì cái việc mà khi mà bọn em thuê một cái cửa hàng to là bọn em xác định với nhau là bọn em sẽ quyết định đi tới sống thử. Có nghĩa bọn em sẽ thuê một cái nhà mấy tầng mà bọn em sẽ ở trên tầng trên cùng luôn. Đó thì thật ra là khỏi thời điểm đó, khi mà hai gia đình thấy bọn em có một cái quyết định là sẽ làm chung và sống thử thì cũng hỏi bọn em là đã suy nghĩ kỹ chưa. Tại vì thực chất là bọn em chỉ mới quen nhau được 4 tháng, nhưng mà thâm tâm của hai đứa thằng già ok biết rằng là đây chính là cái người mà mình có thể gìn giữ được. Chính vì vậy mà bọn em đã đặt cho nhau một cái niềm tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí đến bây giờ sau 5 năm cưới, bọn em vẫn hoàn toàn chung về kinh tế. Bọn em không có cái sự kiểu quỹ đen của anh, quỹ đen của vợ hay là như thế nào cả. Chính vì vậy mà sau bọn em đã sống thử với nhau 8 tháng, thật sự là trong quá trình sống thử bọn em mới vỡ lẽ ra được nhiều điều. Là thật ra là cuộc sống vợ chồng nó cũng sẽ như vậy. Nó không màu hồng như cái việc mà chúng ta hồi còn yêu nhau, đưa nhau đi ăn ngon, đưa nhau đi xem phim, đưa nhau đi mua đồ đẹp. Nó không chỉ đơn giản là như vậy mà nó là sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nữa. Nhưng mà thật sự là sau 8 tháng sống thử thì bọn em thấy rằng là hợp và nó là một cái quyết định chính xác. Chị muốn hỏi em, thế lúc đó gia đình em đối với cái quyết định của em thì các cụ phản ứng như thế nào? Thì là em cũng tự lập từ rất là sớm. Tại vì là cái quyết định khi mà sau khi ra khỏi cánh cửa trường đại học ấy thì em đã xin bố mẹ đi một cái ngã rẽ mà thực sự là bố mẹ lúc đấy thì cũng ngăn cản rất là nhiều, bởi vì là bố mẹ thì muốn là mình phải đi theo đúng cái đường mà bố mẹ đã vẽ ra cho mình rồi. Bố em thì lại làm trong quân đội nữa, không biết bố có xem được chương trình này không, nhưng mà thực sự là bố em thì là một người rất là tình cảm nhưng mà bố cũng rất là nghiêm khắc. Bố thì rất là muốn là con gái là kiểu cũng phải ngoan ngoãn rồi là mọi thứ phải nề nếp rồi quy củ các kiểu, nên là khi mà mình có người yêu thôi là bố cũng đã phải rất là kiểu để ý xem là người yêu mình là người như thế nào này, có phải là kiểu chơi bời bad boy các kiểu không. Thì bọn em cũng xin phép là bây giờ để cho tiện cho công việc thì bọn con sẽ ở đây luôn, ở tại cái cửa hàng mà bọn em mở luôn. Và tất nhiên là bố mẹ cũng không bảo là bọn mày sống thử đi hay như nào, nhưng mà bố mẹ cũng bảo là thôi được rồi, thiếu cái gì thì về nhà mà lấy. Thế là bọn em cũng như thế, bọn em cũng khá là bất ngờ. Không ủng hộ và cũng không có ngăn cản. Đúng, vâng, không ủng hộ kiểu một cách kiểu như là thúc đẩy đâu. Nhưng mà thật ra là các cụ rất là tâm lý, đồng ý ngầm. Vâng. Em cảm thấy rất may mắn khi bố mẹ vợ em là những người tuyệt vời. Thì nói thêm một chút là cái ngày đầu tiên mà bọn em sống thử ấy, chính mẹ vợ em là người trải ga giường cho bọn em trong cái ngày đầu tiên đó. Wow. Trông vẫn nhớ. Anh vẫn nhớ. Tâm lý. Nó còn màu xám luôn á. Em còn chụp lại để làm kỷ niệm. Và trong tụi em là sống thử với nhau 8 tháng là đám cưới đúng không? Và em cũng xin phép hai gia đình là thôi bây giờ bố mẹ cũng đã rất là tin tưởng thế rồi thì bọn con cũng xin phép là cuối năm sau thì bọn con sẽ làm đám cưới. Thế thì bố mẹ bảo là thì thôi được rồi, thì để bố mẹ đi xem ngày như các kiểu để chuẩn bị từ giờ đến cuối năm làm đám cưới. Định là tháng 11 cưới thì tháng 4 bọn em đi du lịch về cái thì bố mẹ đi cũng là kiểu ra Tết thì bố mẹ đi gọi là xem đầu năm thôi. Thế thì thầy cũng bảo là kiểu cuối năm thì không đẹp thì bây giờ sang tháng là phải cưới luôn. Thế là nó kiểu rất là kiểu cưới gấp đó. Cưới gấp ạ. Thì rất là nhiều người ta nghĩ là bọn em cưới chạy bầu, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Bọn em cưới do ông thầy bói đấy ạ. Có nghĩa là ông thầy bói ông bảo là muốn bền vững tình yêu này, xong rồi hai vợ chồng tốt nhất thì phải làm đám cưới ngay sau 1 tháng rưỡi nữa. Bọn em cái gì bây giờ chưa có chuẩn bị một cái gì cả, mà 1 tháng rưỡi sau là bọn em đám cưới vào giữa tháng 6 hè. Nó gọi là nóng khủng khiếp. Khủng khiếp luôn. Có kịp chụp bộ ảnh cưới không? Không. Đây thế này, tức là bọn em đi du lịch thì bọn em cũng bảo là thôi chiêu chiêu là từ giờ đến cuối năm thì mình còn sẽ kiểu gì mình cũng sẽ đi du lịch nhiều nhiều nơi, mỗi chỗ đến thì mình kiểu làm một tí ảnh kiểu sau này mình xem lại để mình làm kỷ niệm thôi. Thế thì cái bộ ảnh đấy bọn em đi sang Thái Lan và đi sang biển thì lúc đấy cũng tình cờ gặp một người bạn đi cùng, thế là bọn em cũng nhờ anh ý là chụp lại điện thoại thôi và chỉnh điện thoại. Thì bộ ảnh đấy khi mà về gấp quá, về cái bố mẹ bảo cưới luôn, thế là dùng ngay cái bộ ảnh chụp bằng điện thoại đấy để làm ảnh cưới luôn. Bộ ảnh đó thật ra là không phải đồ đẹp như bọn em đang mặc hiện tại đâu, mà là chỉ là kiểu vợ em mặc một cái váy trắng bình thường và đeo một cái voan nhỏ nhỏ ở trên, còn em thì mặc một cái áo phông trắng và một cái quần dài vàng vải màu trắng thôi. Rồi hai vợ chồng kiểu đạp xe đạp xiếc rồi kiểu đi bãi biển, chụp bằng điện thoại và chỉnh sửa bằng điện thoại luôn. Nhưng mà chẳng ai ngờ cuối cùng nó lại là cái bộ ảnh quá đẹp cưới của bọn em. Và chính xác là cho đến hiện tại là bọn em chưa có một bộ ảnh cưới tử tế. Nhưng mà bù lại em có được một bộ ảnh hết sức là ý nghĩa đúng không? Vâng, thật sự rất là ý nghĩa, vâng. Như vậy bây giờ anh muốn hỏi là sau 4 năm các em ở chung với nhau và có bé Cam Cam. Rồi bây giờ anh ấy, đây,
một chàng hot boy nè. Vậy thì anh ấy có cái tật xấu gì không? Tật xấu, em nghĩ là ai cũng phải có tật xấu cả. Không thể không có tật xấu được, bởi vì là nếu mà không có tật xấu chắc không phải dành cho mình. Đó, thì bây giờ sẽ là lúc để mà chúng ta nói về những điều đó. Khi mà là ấn tượng đầu tiên của em về chồng em thì là một người kiểu một chàng trai rất là trải chuốt, gọi là chỉnh tề từ đầu đến cuối luôn, nói chung là rất là trau chuốt về vẻ bề ngoài. Thế nhưng mà khi mà bọn em bắt đầu sống thử này, xong rồi cưới nhau này, thì thấy rằng là thực ra là nó không như vẻ bề ngoài như thế. Ở nhà với ra ngoài đường là hai con người khác hẳn nhau luôn. Ở nhà trông kiểu nói chung là nhìn không nhận ra đấy là kiểu hot boy hay là cái gì đấy cả. Trông rất là kiểu buồn cười, mà hồi đấy em đến em vẫn nhớ là ảnh trong điện thoại của em lưu rất là nhiều ở nhà trông chồng em kiểu buồn cười, mà cảm giác là hồi đấy mà áp với chắc mọi người sẽ không thể nhận ra đấy là kiểu cái người mà mọi người vẫn hay nhìn thấy ở trên mạng. Bây giờ nấu ăn sao? Được thích nấu ăn không? Chồng em nấu ăn thì rất là ngon. Phải nói là nấu giỏi đi. Đấy, tại vì là mình là con gái mà nhiều khi mình còn cảm thấy là thua xa luôn ấy. Nấu ăn mà có bài, có bày bừa hay không? Có bừa bộn hay không? Có. Đó là bừa bộn đó. Trời ơi, nói chung là lúc đầu thì mình cảm giác là được ăn ngon thì thích rồi, thế nhưng mà nhìn cái bãi chiến trường thì đúng là cảm giác là đúng là mình ăn là mình nhục. Rồi, rồi, đi dọn dẹp hai cái đều bừa bộn hết rồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa nhờ? Có nóng tính không? Hết rồi. Có nóng tính, có gia trưởng không? Nóng tính không? Không bảo gia trưởng thì không đúng chính xác đâu, nhưng mà kiểu cũng khá là nóng tính. Gặp chuyện gì mà không vừa ý một cái là cũng thể hiện thái độ ra ngay luôn bên ngoài. Thể hiện sao đâu? Hét luôn ra như thế nào? Không, chồng em thì sẽ là hay kiểu có bẩn ấy, tức là kiểu gặp một cái chuyện gì mà cảm giác là không thấy vui hay không thấy thoải mái thì sẽ là kiểu như là ai đụng vào cũng cảm thấy rất là khó chịu ấy, kiểu như vậy. Còn gì nữa không? Để em nghĩ thêm. Rồi, còn Kiên. Thật ra nếu mà nói tính xấu của vợ em thì có một cái tính mà em thật sự là em cũng không biết là nó xấu hay là nó tốt nữa. Vợ em là một người gọn gàng quá mức. Còn có mức vì đây, ví dụ như là cái lọ hoa trên bàn này nhá, mà nó đang hơi lệch một xíu, vợ em kiểu ấy xoáy lại nó một chút, trông như nó phẳng phiu, nó gọn gàng nên các thứ. Cho nên là đôi khi thật ra là tính mình, nhiều hôm mình mệt rồi về kiểu như là mình vứt quần áo hơi linh tinh một chút này, hoặc là túi hoặc là mũ hoặc là giày các thứ mình cởi ra chẳng hạn. Thật sự là tính em cũng hơi bừa nữa, cho nên là đôi khi vợ em mà khi mà sắp xếp các thứ mọi thứ nó quá chỉnh chu, mình ấy có cảm giác thì nó hơi bị gò bó. Đó, ngoài ra thì có một cái tính nữa mà bây giờ có vẻ như là cũng đã khắc phục được hơn rồi, đấy là việc mà khi mà vợ em chuẩn bị ra đường thì cũng đã nhanh hơn. Ngày xưa rất là lâu, khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng. Tôi chết. Đầu tóc, make up, quần áo là lượt, mặc bộ này không được thay bộ khác, mặc quần này cũng được thay bộ khác. Như thế là đấy bình thường. Nhưng mà đúng là bình thường, nhưng mà thật ra là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị ạ. Và ví dụ như là hẹn 8 giờ thì thôi mình cứ dậy, biết là mình lâu rồi thì khoảng tầm 6 giờ là mình phải dậy đi. Rồi. Nhưng mà giờ lại thì vợ em lại kiểu tầm 7 giờ mới dậy chẳng hạn thì nó lại không đủ cái khoảng thời gian đấy. Em lại là một người cực kỳ đúng hẹn và em cực kỳ ghét sai hẹn. Em ghét lắm. Cái lần đó mà bọn em có một cái cuộc hẹn gì đấy thì cái lúc đấy nó gần đến giờ hẹn rồi, thì bắt đầu bà này bà mới đi make up, bà mới đi sấy tóc, bà mới làm tóc, thì mình ok thôi thì nhanh nhanh một tí thì cũng được. Xong rồi mặc đồ vào, đến cái khâu mặc đồ mới là khâu bực mình. Có nghĩa là không hiểu tại sao hôm đấy tâm trạng của vợ em có vấn đề gì nữa ấy, mà nhất quyết là phải mặc cái áo đấy. Nếu mà không, trong trường hợp mà không tìm ra thì đi mặc một cái khác đi. Nhưng không, nhất quyết là phải mặc cái rất là ngang lắm. Cuối cùng thì cũng không tìm ra. Và cái giờ hẹn thì cũng đã qua mất rồi. Và thật sự thì lúc đấy thì tâm trạng chẳng còn gì muốn đi nữa. Và cuối cùng thì thôi, ở nhà. Thế là cãi nhau. Cũng hôm đấy mình cũng cãi nhau to. Cũng cãi nhau to, và đấy là hình như là lần đầu tiên mà em cãi nhau to. Cãi nhau to lắm, mà em để em nhớ là hình như em còn né vào điện thoại. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày có em bé thì vợ em cũng đã nhanh gọn lẹ hơn nhí rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ thì Kiên Hoàng có muốn vợ mình thay đổi điều gì không? Thật ra thì ở thời điểm hiện tại thì em muốn vợ em cứ giữ nguyên là vợ em như thế này. Hiểu chồng hơn nữa, ở đây là đôi khi đàn ông chúng tôi cũng có những cái thú vui nhất định. Thì hiểu cho bọn tôi, ví dụ như là em là một người rất yêu công việc chẳng hạn, thì đôi khi chẳng may mà có vì công việc mà hơi vô tâm với gia đình một chút thì cũng bỏ qua. Tại vì là hiểu đấy là cái sở thích của chồng nữa. Rồi còn Loan? Em thì chỉ có đúng một điều duy nhất, đấy là em muốn là chồng em trong mọi việc thì sẽ suy nghĩ kiểu tích cực hơn. Vì là chồng em nhiều khi là nhìn mọi việc nó sẽ theo một cái chiều hướng hay bị tiêu cực. Nên là em thì em muốn là hãy sống và suy nghĩ tích cực hơn, để cho mình luôn luôn cảm giác là nhẹ được nhẹ đầu ấy. Vì là chồng em lúc nào trong công việc nào cũng muốn là phải chu toàn, và kiểu mọi thứ là phải kiểu tốt nhất hay như nào đấy, là nó thành một cái áp lực cho mình. Vì em bản thân em là một người rất là tích cực, nên là em cũng muốn là những cái người xung quanh em luôn luôn phải một nguồn năng lượng tích cực. Tức là chồng cầu toàn quá phải không? Cái gì em cũng muốn nó phải hoàn hảo. Em cầu toàn lắm, thật sự là cái đấy là cái là em ghi nhận luôn. Em là muốn tất cả mọi việc là việc của em là phải tự tay em làm. Mà đã tự tay em làm là em phải đạt được cái kết quả tốt nhất. Cho nên là đôi khi khi mà mình không đạt được cái kết quả như mình mong muốn là em hay bị kiểu dằn vặt ấy.
dằn vặt, xong rồi bị suy nghĩ, xong rồi kiểu bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Cho nên là nhiều khi chính vì cái tính đấy của mình nó lại ảnh hưởng đến cái bầu không khí xung quanh. Thì cái này thì vợ em cũng có nói và cũng có thì, ý với thì, em rồi. Thì ý chị hỏi như vậy để chị hỏi em là cái mong muốn của vợ em vậy, em cảm thấy là cũng đúng em ạ. Có đáp ứng đúng là một chuyện, nhưng mà em có thể đáp ứng được cái điều mà vợ em mong muốn không? Có. Nói chung là những cái điều mà vợ mong muốn thì mình cứ đáp ứng thôi. Đúng rồi. Có gì đâu. Tại vì thực ra cái điều mong muốn của vợ em là tốt cho em. Vâng ạ. Tốt cho vợ thì ít mà tốt cho em thì nhiều. Vâng. Ôi cặp đôi này quá đẹp đôi rồi. Xin cảm ơn Kiên Hoàng, Loan Hoan đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son và chia sẻ những câu chuyện về gia đình em. Vâng ạ. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn tụi em nha. Thức đêm làm hoài em thấy tội quá. Các em mới nhảy vô làm chung luôn. Thường á vợ em sẽ qua bên chỗ của em làm. Xong rồi qua chỗ em làm là cứ hai vợ chồng cứ thức trắng vậy, thức trắng suốt 3 tháng liền. Thì lửa gần rơm này lâu ngày nó làm cũng biết. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi, xin chào. Đủ tuổi vị thành niên chưa? Dạ tất nhiên là em đủ. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ chào anh Quốc Thuận, cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Dạ chị. Không có rung gì hết trơn nè, giống như tâm sự nỉ non á nha. Em là Trọng Hiếu, năm nay 26 tuổi. Công việc của em hiện tại là animator, làm phim hoạt hình với lại làm game. Hiện giờ em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em đi, cô bé xinh xinh. Dạ chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Hà Diễm Anh. Em năm nay 25 tuổi. Em làm chung công ty với chồng em, làm về game và hoạt hình. Có hai đứa chung công ty luôn. Chung bộ phận luôn. Vậy là bạn này hơn bạn này 1 tuổi. Dạ. Có nghe nè, hai em chắc không bao giờ già đâu. Tại vì làm cái công việc hoạt hình. Hoạt hình. Đúng không? Phải chơi hoạt hình mà. Quê lắm. Sao em vẫn già mà. Không phải, tại vì nói chung là vì giờ kể cho anh nghe coi, hai em lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? 15 tháng 1 năm 2018. 2018 là mới năm ngoái thôi. Dạ. Ừ. Thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà tới cái lúc mà đi ăn trưa á, vợ em lúc đó y như thằng đàn ông vậy. Vợ em mắc cười lắm, kiểu người nhỏ xíu thân thắt à mà mặc quần jean dài, cái xong rồi cứ mỗi lần đi là xải chân dài dài vậy. Mà bước đi ào 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 à, mà tới giờ ăn cái anh em đi ăn. Rất là mạnh mẽ, rất là manly đúng không? Rất là manly. Em quá trời ơi, cái gì vậy trời, kiểu lần đầu tiên em gặp kiểu con gái như vậy. Tiếp xúc thời gian sau thì em mới thấy là không, thật ra vợ em có những cái nữ tính mà em cũng chưa gặp bao giờ. Ví dụ như là trong cái lúc ăn á, vợ em lấy đũa phát cho mọi người những cái phần đũa dư á, vợ em sắp đầu này qua đầu kia rõ ràng, xong rồi lại để cái đầu ngược lại á, vô trong ống đũa, vô trong ống đũa. Em thấy wow, ô cái bạn nam tính này mà cũng nữ tính vậy ta. Cái bạn nam tính này nữ tính vậy ta. Cái bạn nam tính này coi bộ cũng nữ tính à. Thì còn em thì sao? Em thì ngược lại là em có ấn tượng hơi xấu với chồng em. Lúc mà vô công ty thì tính thì tướng em là nhỏ nhỏ người rồi, nên thật là em rất ghét những người nào mà cao. Em chỉ thích những người vừa vừa thôi, tầm 1m7 là đẹp rồi. Nhưng mà chồng em thì lại tới 1m8 lận bự quá, nên em nhìn em cũng hơi sợ. Thứ hai là em ghét con trai nói nhiều. Mà ông này là ông bơ bô cái mỏi lắm ạ. Suốt ngày vô công ty là nói nhiều mà nói lớn lắm. Nói nhiều mà còn nói lớn. Dạ, nhiều nói lớn mà còn tính tự cao nữa. Nên em xuống đầu em ghét lắm. Mặc dù đi ăn chung á, nhưng mà em không thích đâu. Rồi khi nào thì mới có ấn tượng tốt được? Có một cái lần đứng trước mọi người anh nói thôi, anh kêu là nay có ai đi cà phê không? Thì em lúc đó cũng hơi chán, mới kêu là thôi em đi chung với anh. Thì sau đó thì tụi em mới đi chung với nhau, rồi nghe anh nói chuyện tâm sự thôi. Lúc đó là anh có người yêu chưa? Dạ lúc đó là chưa, lúc đó cũng mới chia tay. Sau đợt đó về là lúc nào cũng nhắn tin cho vợ em. Mà nhắn tin là nhắn thâu đêm suốt sáng. Vợ em thì được cái tư vấn tình cảm ghê lắm chị. Lúc đó em nói suốt ngày suốt đêm kêu vậy hả anh, sao lúc đó anh không làm vậy, sao lúc đó anh không làm kia. Theo em, tâm lý của em lúc này là phải nên như vậy, anh nên là thế này thế kia thế nọ. Wow, cô bé này sao tâm lý vậy. Kiểu em rất là kiểu như là thích vợ em cái lúc đó. Tại vì vợ em là thuộc tiếp người dạng lắng nghe. Thật sự là cái lúc đó em cũng có tâm trạng là ôi sao phiền quá biết. Nhưng mà bỗng người mình thấy người ta đang buồn thì thôi mình cũng tội nghiệp đúng giờ không? Mình thấy tội nghiệp. Thôi mình chịu khó mình nghe. Có hôm mà em ho, em bị ho liên tục, bỗng vẫn gọi điện ổng bắt em ngồi nghe và ngồi phải nói chuyện với ổng thôi. Trong khi 7 giờ sáng thì em phải đi làm mà bắt em ngồi nghe tới tận 4-5 giờ cơ. Trời ơi, sao em không nói là tôi mệt quá rồi. Tôi không còn em vừa đủ sức em, để em vừa nghe em tâm sự nữa rồi. Sao nói thẳng. Đúng ra con bé nó mập lắm đó. Giờ mới biết tại sao em vừa nghe mà em phải em nhắm mắt em nghe để em mới nói lại như vậy. Bị suy dinh dưỡng bởi vì những đêm nó phải thức trắng.
Rồi xong sao rồi tâm sự kiểu đó không bao lâu thì em bắt đầu chính thức tỏ tình với cô này? Tỏ tình thì không có hẳn, nói chuyện qua lại thì bắt đầu tụi em mới có tình cảm với nhau. Bữa đó vợ em thì có sở thích chơi game. Sau đó vợ em lại có một cái nhóm mà toàn là bạn trai thôi. Cái vợ em nói là thôi hôm nay tôi đi chơi với trai. Tự nhiên em thấy khó chịu vậy. Em quạo, em nhắn tin kiểu quạo là tối hôm đó là về, cái xong hai người kiểu nói chuyện với nhau rất là sượng. Cái xong lúc đó em nói thôi hay là mấy người làm em gái tôi đi. Lúc đó vợ em trả lời cái chuyện mà tôi là em gái của anh hay không phải là do anh quyết định mà là do tôi quyết định. Tự nhiên vừa mới quen người ta cái đòi đưa người ta làm em gái. Xong rồi lúc đó là em đã có tình cảm với chồng em chưa? Dạ chưa rồi. Chưa luôn mà sao chịu làm em gái đi? Em nghĩ là vẫn chưa có tình cảm gì hết mà em cũng không ghét nữa, nhưng mà biết đâu chừng thì cũng thả thính được. Không, thật ra là lúc đó cũng đã thích rồi đúng không? Thật ra thì cũng không hẳn là thích nữa, nhưng mà cũng có để ý đó. Có để ý. Tại vì trước đó chồng em cũng làm em cay một cú nên lúc đó em cũng hơi suy nghĩ lại. Cái lần mà em nói là kể đi cà phê lúc đó tầm 9-10 giờ rồi, xong chồng em có hỏi em là hay thôi trễ rồi anh đưa em về ha. Em nói kêu là thôi em tự về được, chồng em đi trước em đi sau. Đến đoạn kia chồng em dừng lại, em tưởng là chờ em chứ. Chồng em quay lại, thôi tới nhà anh rồi em về đi. Lên nhà ông kế bên. Dạ, nhà ngay đường này, còn em là phải đi qua một đoạn xa nữa. Bởi vậy chưa yêu ổng là đúng rồi. Phải cho ổng thời gian thử thách nữa. Vậy mà cũng nghe được tâm sự tới 4-5 giờ sáng được ngay thiệt á. Cái đó là giống như cái nở hay sao hả? Đúng không? Rồi nó nghe nè, rồi đến bao cái lần mà đầu tiên em tỏ tình với cổ là như thế nào? Có một cặp vợ chồng của bạn gái vừa mới cưới xong thì hai người đó đi hưởng tượng trận mật, rủ hai đứa tụi em đi chung. Em mua cái hũ đổ kẹo tùm lum kẹo vô, xong rồi cái em quấn băng rôn lại, rồi em mua thêm cái con thú nhỏ bông nữa. Cái lúc đó tặng thì lúc đó là mới chịu làm bạn gái của em. Sau khi tặng hũ kẹo tỏ tình và đồng ý rồi thì đêm đó nó cũng khó khăn lắm, nói chung là cũng chưa đâu. Tới nhau là thực ra là hai vợ chồng do cùng làm chung ngành, nhưng mà có một người bạn offer với em á, có một cái job làm 2D game. Em giới thiệu cho vợ em làm, cái xong rồi em thấy cứ thức đêm làm hoài em thấy tội quá. Cái em mới nhảy vô làm chung luôn. Thì làm chung á thì thường á vợ em sẽ qua bên chỗ của em làm. Xong rồi qua chỗ em làm là cứ hai vợ chồng cứ thức trắng vậy, thức trắng suốt 3 tháng liền. Thì lửa gần rơm mày lâu ngày nó làm cũng bét là tới luôn á. Dạ, dạ tới luôn. Sau này á mới biết là vợ em có thai rồi. Sao em thực sự là em cũng không có đều nên ban đầu là em cũng không tin là em có bầu đâu. Chồng em cứ kêu là thôi cứ đi thử cho chắc ăn đi. Thì hôm đó em cũng đi gặp khách hàng, và sau đó hai vợ chồng em đi vô quán cà phê, em vô em thử ra mà tay em cứ run này anh ơi, hai tay gạch rồi giờ sao giờ. Nhớ bữa đó là thứ bảy, tay vợ em run mà mặt mày tái mét mà run cặp vậy đó. Em không có run mà em mắc cười. Xong về là bữa trưa là hai đứa không có đi học luôn mà đi báo là bạn bè tức. Sắp tới khoảng 2 tháng sau tụi tao cưới nha. Sao ở nhà sao báo đi nhà sao? Là bữa đó thứ bảy là chủ nhật cũng có hẹn với lại bên nhà vợ là qua ăn. Ăn xong xuôi hết rồi em nói dạ thưa hai bác cho con với lại Diễm Anh cưới nhau. Nhưng mà em chưa nói cái vụ mà có thai. Ba mẹ của vợ em đồng ý. Nói vậy hai đứa tụi bay chừng nào cưới. Dạ. Dạ khoảng 2 tháng nữa. Sao lẹ vậy? Cái lúc đó em mới nói ra là tại vì em rất là rõ ràng là xin phép ba mẹ đồng ý rõ ràng. Xong rồi mới nói cái việc đó, chứ không phải là vì việc đó mà để ba mẹ đồng ý. Còn em nói với lại nhà em thì nhà em tưởng em giỡn. Đã xin phép rồi thấy người lớn đồng ý thì em mới dắt tới luôn. Dạ. Nói chung là gia đình hai bên chấp nhận. Rồi em bé nay là nhiêu rồi? Bé em năm nay 5 tháng rồi. Trời, là mới đây nè đúng không? Dạ. Rồi bây giờ các em làm cưới nhau rồi, có một em bé rồi. Bây giờ là đến lúc nói về những tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ, chồng em thì hay quên. Mà không phải là quên đồ đạc anh, quên luôn vợ con nữa. Quên vợ con luôn là đảng trí. Dẫn hai mẹ con đi uống cà phê. Uống xong rồi sau đó ảnh kêu là thôi chờ xíu anh đi lấy đồ rồi anh quay lại đó. Lấy đồ ở gần lắm anh, em nghĩ là chắc quay lại liền thôi. Mà em chờ cũng phải 15-20 phút rồi chưa thấy, lát hồi ổng quay lại. Ôi xin lỗi anh, về tới nhà anh mới nhớ. Trời, anh nặng lắm rồi Hiếu ơi. Em về tới nhà xong rồi em mở cửa luôn, em là chết cha, chứ thiếu cái gì. Em không xác định là thiếu cái gì luôn. em mới vọng lại, em mới vọng lại anh đi lộn, anh về nhà. Tại em chạy xe em hay suy nghĩ cái nhiều bữa mà kiểu cưới vợ xong á cho chị, em ngủ xong rồi mở mắt ra cái em nhìn ra hết hồn. Ủa vợ tôi đi. Là nằm kế bên á. Em hết. Ủa tôi có vợ rồi hả? Cái lúc mà có con xong cái đặt con vô giữa, cái sáng ngủ dậy em thấy nó cứng cứng cái cục dày em quay. Trời, tôi có con luôn rồi.
giật mình đùng đùng hoài luôn. Dạ. Đản trí rồi còn gì nữa nè? Dạ còn ham ăn nữa. Có dành ăn với em không? Không phải dành ăn với em nhưng mà ăn mà quên mất là có em luôn. Em chăm con xong rồi em nấu ăn trễ, chồng em cũng thương hay sao á, ngồi điện kêu là thôi thế để anh mua gì cho em đỡ đói nha. Chồng em mua hộp cá viên chiên với đống đồ ăn vậy đó, trong khi em làm. Cái lát hồi em quay lại, ông để chừa cho em đúng một cục cá viên luôn à nè. Ông ăn sạch hết rồi. Lại ăn hết luôn Hiếu. Em ăn mà vừa bấm điện thoại em cứ ăn liên tục. Cái xong rồi tí em thấy ủa sao quá hộp nó hết lẹ vậy. Cái lúc đó vợ em quay qua cái em mới kiểu chết cha hình như anh quên. Có còn cái tập gì nữa không? Đây nè, dân đồ họa thì có mê chơi game không? Ngoài công việc ra thì ảnh mê chơi game lắm. Em cũng thấy hơi tuổi nữa. Tại vì em chăm con á, xong rồi em nghĩ là em đặt con lên giường, xong lúc con ngủ thì em cũng nghĩ là chồng em sẽ lại rồi lãng mạn rồi vuốt ve hay là âu yếm hay là ngồi hỏi vợ con em nay em có mệt không này kia. Không, đặt con lên xong rồi ổng lao lên ổng chơi game, ổng rủ em vô chơi luôn. Dạ. Rồi em có chơi không? Dạ có. Vậy đó, đó. Phải truy tận cùng nó thiệt tình không à. Nhưng mà ý là em muốn chồng em phải lãng mạn như vậy con. Tuy nhiên là phải chi tiết. Con muốn là em đâu có chờ giúp được. Con ngủ rồi thì em đâu có giúp được. Vợ con em đã yên bề rồi thì em mới bắt đầu chơi game à. Thì hoặc là những cái lúc mà em bất lực, em không có giúp được. Hay tội nghiệp em quá ha. Kể tới tật xấu vợ em rồi kể. Rồi kể luôn. Bây giờ kể luôn đi. Bây giờ tới tật xấu của vợ đó. Vợ em thì hay cái là hay lý do lắm. Giải thích là nhiều, không gì giải quyết. Kiểu 10 giờ đêm rồi lúc đó hay vợ chồng đói đặt đồ ăn tới thì thay vì là từ lầu 3 mình phi xuống dưới đất lấy đồ ăn rồi mình chạy lượt lên thì hai vợ chồng ai cũng là biến hết. Cái em mới lấy cọng dây cáp dài thì là dài mà em quăng từ lầu 3 cột cái ví tiền. Em quăng xuống ở dưới đất xong rồi cho shipper tự lấy tiền ra xong rồi cột đồ ăn kéo ngược lên. Em đang kéo mẹ vợ em thấy em kiểu đứng hình luôn. Cái cảm giác của em lúc đó giống như là tôi đang đi ăn trộm mà. Cái hôm sau em biết mình sai rồi, em chỉ nghe rằng em cười, em cúi mặt em dạ. Còn vợ em không có, tại vì tụi con là sợ túng điện mở cái cửa. Tụi con sợ tụi con sợ kiểu mở cửa ba mẹ thức dậy, tụi con phải bật đèn này cái nọ làm phiền ba mẹ. Không, thật ra lý do chính là hai đứa làm biến. Tại sao có đặc xấu vậy? Vợ em rất là thích quăng đồ trên giường. Đồ trên giường là lúc nào cũng máy hút sữa, tạ giấy này kia mà em lại có cái tật là cứ đồ trên giường là em không có ngủ được. Còn tật xấu gì nữa nè? Trước khi cưới em lường trước rồi. Rất là hay cà khịa. Ví dụ như là cái bữa mà em đi khám bệnh xong buổi chiều em về, vợ em ngủ ôm con ngủ thì em chơi game. Đang chơi giữa chừng cái vợ em dậy, cái vợ em cà khịa. Lâu lâu ở nhà được bữa cứ chơi game hoài thôi, thà vậy lên công ty đi. Cứ cà khịa em hoài cái em bực quá em đi lên công ty luôn. Còn không mà cứ em đi biển với lại gia đình thì em đeo mắt kiến. Bình thường em không có đeo mắt kiến. Cái vợ em cà khịa, đem theo ngắm gái hay chi vậy ông nội. Trời ơi, hay em sợ lắm. Nói chung là nó móc chồng đúng không? Dạ, nhưng mà vẫn phải có lý do tại sao em làm vậy. Cái hồi quen nhau thì chồng em hay nói nhiều mà anh. Cứ gặp gái là nói nhiều. Lúc nào cũng chọc được hết. Nhưng nhiều khi em ghét. Bây giờ em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Ảnh thì cũng cái là ảnh làm xong thì ảnh về nhà với em ngay luôn chứ cũng không đi la cà. Thì em nghĩ là như vậy là đủ lắm rồi. Không nghĩ... muốn gì hết, đúng không? Thật ra em có những cái là đàn ông thì họ muốn thú vui là chơi game, còn hơn là đi ra ngoài người ta nhậu nhẹt hay là gái vú thì em vẫn thấy chơi game là một biện pháp tốt nhất cho ảnh. Rồi, con Hiếu. Vợ em cũng hoàn hảo đối với em. Tại vì vợ em khá là tâm lý. Vợ em kiểu ví dụ như muốn em đi về, vợ em không có kêu anh ơi đi về liền đi. Vậy em dễ thương lắm, chụp hình con đang nằm chờ em, cái chờ gửi qua cho anh kia. Dạ em rất là tâm lý. Trời ơi, kiểu... thằng bé hay con bé? Con bé. Trời, con bé ngồi nằm, ngủ không ngủ được á, chờ ba. Trời ơi, sáng rồi luôn nè Biên. Y chang, cứ con bé cứ tới 8 giờ tối là bắt đầu nó nằm nó đợi em. Cứ đợi nhiều bữa là nó đợi tới 10 giờ luôn mà nó em chưa về nó không chưa ngủ nó cứ nằm nó đợi. Em huấn luyện hay quá. Tại em không nhiều khi là... muốn ngủ á bà dỗ. Nó cứ khóc là em chỉ để cho ba nó bế thôi chứ em không được vô. Quá dễ thương ha. Hả? Chúc cho hai em cứ luôn luôn ha, giữ mãi cái nét dễ thương như thế này đi cùng với hạnh phúc của hai em nha. Dạ. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn hai em. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đến từ thương hiệu Sáp như sau. Trước tiên đó chính là một lò vi sóng hàng đầu Việt Nam dung tích 20 lít, công suất lên đến 700W.
với chế độ hẹn giờ thuận tiện đến 30 phút. Và món quà thứ hai đó chính là một nồi cơm điện tử hàng đầu Việt Nam, dung tích 1,8 lít, công suất 830W, chống dính, giữ ấm đến 12 giờ, hẹn giờ lên đến 24 tiếng. Và món quà thứ ba cũng là một món quà đến từ Sharp, đó chính là một nồi cơm điện hàng đầu Việt Nam, dung tích 0,72 lít, công suất lên đến 380W, chống dính, giữ ấm lên đến 12 giờ. Và món quà thứ tư đó chính là một lò nướng điện hiện đại dung tích 30 lít, công suất 1.500W. Và đi kèm với món quà này là một món quà hết sức đặc biệt đến nhỏ nhỏ đến bé bé thôi, đó là miếng cước dùi nồi. Và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý, các bạn đau lưng lại. Quay lưng lại. Đau lưng lại nhau nha. Đó. Rồi nghe kỹ câu hỏi nè. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Rồi, Kim Hoàng và Lô Hoàng thích đi đâu? Hàn Quốc. Hàn Quốc. Wow. Hai cười là biết à? Cười là biết à? Hai vợ chồng em thích đi đâu? Thái Lan, Đà Lạt. Với kết quả đi Hàn Quốc thì vợ chồng Kiên Hoàng và Loan Hoàng sẽ được chọn một trong bốn màu sắc này. Bọn em sẽ chọn màu xanh ạ. Màu xanh đứng đó. Hai vợ chồng em. Dạ màu vàng. Màu vàng. Ôi màu hồng. Mời các em bước về chiếc thùng của mình. Rồi, dạ. Có ai nói hưởng nha em. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Mời quý vị. Wow. Hai cặp vợ chồng chuẩn bị đặt tay lên thùng. Chuẩn bị nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Vô. Bác cầm lên rồi không? Cầm lên. Em mất một cái món đặc biệt. Khó kìa. Trưng ở trong cái shop nghe chưa? Vợ em chắc là thích món quà này lắm. Bà nha. Hai vợ chồng nhớ phải có một cái buổi nha. Review về cái món quà này nghe chưa? Vâng. Nghe Loan nha. Chúc mừng cặp vợ chồng của Kiên Hoàng và Loan Hoàng đã nhận được một món quà, đó là một lò nướng điện hiện đại của Sharp Nhật Bản, và đi kèm đó chính là một chiếc cọ nồi. Và chúc mừng hai vợ chồng em đã nhận được một phần quà, đó chính là một nồi cơm điện tử hàng đầu Việt Nam, dung tích 0,72 lít, công suất 380W. Chúc quý vị, thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Thuận cảm ơn nhãn hàng Sharp Nhật Bản, sản phẩm gia dụng hàng đầu Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Bác sĩ có nói với em một câu là cho dù có thay tim cho chồng em thì chồng em cũng không thể sống được. Nói chung là trong lòng mình rất là sợ, tại vì không biết là tuần tới con mình còn ba hay không. Ức chế quá, thấy nó ăn hiếp bạn gái mình quá, em chịu không nổi. Cái em mới cầm ghế lên phàn đó, rồi sau là cái thất nghiệp luôn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Show.